lại. Rồi xuống luôn, xuống luôn. Xuống luôn. Xuống luôn, ok. Quá hay chú ơi. Tết giờ mình hôm nay mình đi lấy máy nha anh em, đầu năm nha. Tết giờ chưa lấy, hôm nay đi lấy nha. Rồi thì anh em hôm nay Tết giờ đầu năm bây giờ mới đi lấy nha anh em. Uống nước nha anh em. Dạ anh em. Uống nước nha anh em. Mời anh em uống nước nha. Dạ, anh em uống nước suối. Nói gì chứ, đầu năm anh này anh cũng bàn lắm nha, anh đi chuyến này chuyến đầu tiên nha anh em. Héo lắm rồi, anh héo lắm rồi. Anh mới nhận bóng lọc được triệu ba mà không biết của ai nữa, anh không dám xài luôn anh em. À triệu này là hậu giao giao ngút rồi. Ai chuyển cho anh 1.3 triệu, ai người nào chuyển thì người đó trợ tay lên nha. Chứ để anh xài một cái rồi là không có tiền trả nha anh em. Anh em có chuyển lộn thì cứ rút lại nha. Rồi bay mình lên đường anh em ơi. Vĩnh Gia thẳng tiến anh em ơi. Từ từ nha chú. Đó luôn. Đứa non anh em của An Giang nha anh em, người con của An Giang nha anh em. Anh em nhớ đi xuống An Giang gặp này, nhớ thằng này nghe anh em. Né né nó ra xíu nha. Chụp An Giang anh em. Một chụp đó mà mới chụp gì thôi nghe anh em ơi. Tới chỗ mà ăn cưới luôn. Tập gáp luôn anh em ơi. Đó, dữ dằn không? Tới đây là có tới đám cưới, mình vào đám cưới luôn, mình hay đi máy nha. Đâu rồi? Ra đâu rồi? Ra chỗ nào rồi? Ra cho bờ sông rồi anh em ơi. Đâu, gáp đâu? Gáp bao đâu? Nè, gấp bao năm đây nè. Rồi xuống luôn. Xuống luôn. Từ từ nha. Rồi, đưa ai. Dạ, đắng đúng không? Chỗ mấy cái máy đúng không? Mới chạy qua thấy đó. Mới chạy qua thấy để mấy cái máy ra ấy đúng không? Chỗ mấy cái máy dầu đó hả? Thì cái bên đây nè. Nó chạy ra tới đây rồi. Bánh lọng nó căng hết rồi. Bánh lọng căng rồi. Đi xới hả vậy? Đi xới đất hả vậy? Xới này cũng bự lắm mà thấy.
Cá đừng bự mà, được mà. Đi ăn nè. Cá là 2 mét á. 2 mét. Cái bông cũng còn được lắm mà, cái đâu có gì đâu. Nó cày nè, quà nó trả 5 triệu dọc trúng đó. Kêu chạy lại thẳng luôn đi. Không. Không. Chạy tốt đẳng đi, xe này chạy tốt đẳng đi. Xe này chạy tốt lại nhà của 1 tiếng giùm ơi. Rồi. Chạy đẳng đằng bỏ dàn sới chứ. Bán cho nó. Giỡn cho nó ạ. Bận dữ trời. Giỡn rồi bận dữ. Rồi 2 mét, gần 2 mét 2 vậy. Trên, trên, chạy xe mày lại đẳng á. Chạy xe này lại đẳng. Chạy xe này lại đẳng đi, xe hàng Thái lên xe này phải không? Dàn sới kia bỏ lại. Dàn sới kia bỏ lại đằng ngàn tiếng. Vậy là bỏ sới kia đẳng hả? Rồi, bỏ lại đẳng. Chạy lại đẳng thôi luôn đâu. Chạy lại đẳng hết đi, chạy lại đẳng. Đẳng bãi vô cũng bự lắm hả? Ờ, bự lắm. Chiếc chỗ không chiếc này đậu đây, chiếc câu bỏ sới dưới đó đó, đậu đi thổi chạy vô, đậu đi nó ve lại lên luôn à. Vậy đây chạy đi, bỏ sới dưới chạy dưới thổi sới dưới. Giờ đẳng lên chiếc xe nhỏ á. Chạy lên chiếc xe nhỏ á. Quay này luôn. Ai ăn tốt vậy thì con anh nữa. Chắc gãy tốt. Lên ra. Để cốt là biết này à, hoặc là lỏng bánh chén có một cái kỳ tôi mua ra vậy lỏng bánh chén nó kêu nè. Tôi tưởng gãy cốt, nó gã ra không đâu gãy đâu. Nó gãy nó ốc bồ lon bánh chén á. À quay đầu vô đây đây rồi chút. Sao lạng dữ hả? Rồi trời. Sới bỏ đây em được sao? Xuống đó được không? Anh gãi xuống đó được không?
mà nó chảy nhớt, thùng nhớt trên dữ rồi. Nó bẻ bánh bển ở đây rồi. Bác cái đó nhưng mà nó có trong bát. Nó có cái trong bát này nè. Bác này anh có. Cái đâu cái cây chéo của bác này. Chào ve lại hả? Ve lại hả? Mày chạy xe luôn đi. Chạy xe luôn đi, dàn sới đứng lên cái khiên lên luôn à. Chạy với xe lên luôn đi. Dàn sới dựng đứng lên khiên lên luôn. Cục cầu bơi, cầu này cục hơn cầu kia mà. Lên ga. Ve lại mới được. Xe này này nó nói cầu này cầu dài trời, cầu kia nhớ dài lắm mà. Rồi ok anh em ơi. Rồi mà nói bài Vĩnh Gia nha anh em ơi.
mình cảm nhận sao với cái chuyến đi này? Nắng quá nắng rồi. Nắng quá nắng hả? Nắng quá nắng rồi. Nắng, nắng cả Long An không anh? Thua, thua, không. Thua Long An không, à? Không phải Long An đâu. Không bằng. Hành trình của mình nó cũng nhiều cái gian nan nhiều nơi lắm đúng không? Vừa từ Nam ra Trung luôn không? Nam ra Trung luôn. Anh em nhớ mặt tôi anh em. Cái gì vậy đó, nó chữ thập đó. Chữ thập đó. Long Châu. Rồi ghé cho anh tài xế anh mua thuốc Covid luôn anh em ơi. Long Châu nha, Long Châu là chuyên gia Covid. Này nó dồn luôn nó được hai hao bốn người mà mình ăn dễ thì đủ. Dạ, không đủ giờ ông mới kêu thêm thao nữa đó. Đường núi bao la chập chờn. Hai hao nữa. Anh này là thua đầu tiên nha. Đầu hàng. Thua đầu tiên là tới mình nha. Yếu rồi, yếu rồi. Rồi anh này là thua thứ ba nha. Anh nhất anh đi trước 3 chén thì mình mới 2 chén rồi. Còn này là đang vô đang vô địch nhưng mà còn hơi bị lâu xíu nha. Đây. Đây, còn ớt này ăn luôn hết mới được lãnh tiền nha. Ớt luôn. Hết mấy món luôn nha. Lãnh tiền anh này anh thua đầu tiên mới uống thuốc nha. Uống thuốc, uống thuốc, yếu rồi mấy anh em ơi. Yếu rồi, yếu rồi. Mấy ông kêu uống thuốc quá. Chén thứ hai ông vừa thấy quả, ông hết dội luôn. Ăn là phải cho đi một khóa nghĩa vụ quân sự mới được. Tại vì lên gần về nào chú? Chạy đóng quay đầu đi chú. Về đít vô rồi thay. Về đít vô nè. Có gì không ba? Vỏ hả? Dạ. Vỏ có gì không? Chậm rồi. Rồi xuống luôn, xuống luôn. Xuống luôn. Xuống luôn, ok. Quá hay chú ơi. Quá hay rồi, cầu quá hay luôn chú ơi. Chạy xuống cầu quá hay luôn chú ơi. Ok. Rồi về chưa? Lấy cái lấy chưa? Chưa. Chú lọt cái cầu ra ngoài luôn chú ơi. Rồi được rồi. Chạy tới cái. Chạy tới đi, chạy xe vô đây nè. Vô đây hả? Đó đó hả? Xe này đến đây luôn hả vậy? Hay quá chú ơi. Múc lấy. Rồi. Ừ đúng rồi đó. Múc lại. Múc hết lấy luôn. Rồi tới. Tới.
tới á chứ lui hoài đâu được. Rồi đưa ơi, đưa ơi. Ngon lành canh đào. Ngon lành canh đào. Rồi. Ok. Rồi chạy xe ăn cả đi. Tới cái bơn gà. Lấy cái bình ga kia. Rẻ, xẹp 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 rẻ thôi, lết quá lết rồi, bẻ lái bên kia lại. Rồi mình tới nhà xong nha anh em. Thì anh em nào mình hai con này mình chặt thịt hết nha. Anh em nào mua thì điện thoại liên hệ mình nha. Bye bye anh em luôn. Bye bye coi, hai mua hai giơ tay bye coi.